Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 200 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Ngoài ra thì mình có để thêm địa chỉ donate ở phần ảnh của video. Nếu như bạn nào có lòng thì có thể là donate cho mình tiền trà nước. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhân đây thì mình cũng nói là có thể là hôm nay mình đọc hơi chưa tốt được một chút, tại vì lần vừa rồi ho dai dẳng quá nên hôm nay phải uống thuốc kháng sinh và đầu óc nó cũng hơi hơi bị mất tập trung một tí. Nên có gì mọi người thông cảm cho mình. Rồi, ok, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện luôn. Vào lúc này, trên mặt biển, Lâm Động đang đứng đối diện với cả mười mấy tên cường giả của huyết ma gia tộc. Ánh mắt của cả hai bên đều tràn ngập hàn ý. Những tên cường giả huyết ma gia tộc này bình thường vô cùng cường hãn, không biết có bao nhiêu tính mạng đã chết trong tay bọn chúng. Nhưng Lâm Động cũng không phải loại hiền lành gì. Trước đây không lâu, hắn đã đánh cho một tên cường giả bán bộ tử huyền thân tàn ma giải. Sự hung tàn từ tận trong cốt tủy đó so với cả bọn huyết ma gia tộc chỉ hơn chứ không kém. Ấy chết tiệt thật à? Này tiểu tử, ngươi thật sự muốn trở thành kẻ địch của huyết ma gia tộc sao? Tin ta đi, đó là cái việc ngu xuẩn nhất ở của ngươi đó. Sắc mặt Hạ thống lĩnh tối sầm lại, nhưng lời nói cũng tốt hơn trước một chút. Xem ra sau lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã hiểu Lâm Động không phải dễ giải quyết như hắn nghĩ. Ta thì không muốn đối địch với ai, nhưng cũng không muốn bị kẻ khác chèn ép đâu. Lâm Động nhìn chăm chú vào Hạ thống lĩnh, hàn quang trong mắt cũng giảm đi một chút. Đại danh của quý tộc thì ta cũng đã được nghe qua rồi. Ta không muốn biết các ngươi đang chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng cũng đừng làm chắn đường của ta. Ta đang có việc gấp đó. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên nhường một bước, ai làm việc nấy, như vậy được chứ? Hạ thống lĩnh nheo mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu quán nhìn Lâm Động một lúc, sau đó sát khí quanh người tan đi khá nhiều, trên gương mặt dần dần nở ra nụ cười. Vị bằng hữu nói cũng phải, vừa rồi bọn ta hơi lộ mãng, xem ra ngươi cũng không phải người bọn ta cần tìm. Lâm Động nghe như vậy thì nở ra nụ cười thân thiện, chỉ là trong lòng lại thêm vài phần cảnh giác. Hạ thống lĩnh đổi mặt nhanh như vậy quả thật có hơi chút quỷ dị. Vậy thì ta có thể đi được rồi chứ? Lâm Động cười nhạt mà hỏi. Mời. Hạ thống lĩnh gật đầu cười, sau đó phẩy tay. Đám cường giả huyết ma gia tộc xung quanh hơi chần chừ, rồi cũng thu hồi lại khí, sát khí. Đa tạ. Lâm Động cung tay rồi không do dự, biến thành một đạo thanh quang bay đi. Nhưng mà ngay khi mà lưng quay về phía bọn Hạ thống lĩnh, thì ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang. Hắn biết là Hạ thống lĩnh thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn là có quỷ kế. Nhưng lúc này Lâm Động cũng không suy nghĩ xem hắn đang nghĩ cái gì, chỉ biến thành một đạo thanh quang nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hạ thống lĩnh, cứ như vậy mà tha cho hắn sao? Sau khi Lâm Động rời đi, một tên cường giả huyết ma gia tộc không kìm được mà lên tiếng hỏi. Tha? À? Hạ thống lĩnh nghe vậy thì hàn khí lập tức bùng phát, hắn cười nham hiểm. Lần đầu tiên gặp tên tiểu tử này là 7 ngày trước đây. Đến giờ hắn vẫn còn ở nơi khỉ ho cò gáy này, lẽ nào có cái gì vui sao? Vậy ý của Hạ thống lĩnh là kẻ cứu mộ linh san quá nửa là hắn đó. Hạ thống lĩnh nói. Vậy tại sao phải tán đi thế? Một người ngạc nhiên mà hỏi. Vì ta không chắc chắn sẽ giữ chân được hắn đâu. Hạ thống lĩnh nheo mắt mà nói. Hắn nhìn về hướng Lâm Động rời đi. Tuy rằng hắn chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng lực chiến đấu thật sự có thể sánh ngang với sinh huyền cảnh đại thành đó. Nếu dốc toàn lực động thủ, cho dù có thắng thì không thể giữ chân được hắn đâu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Muốn thoát khỏi huyết ma gia tộc đâu dễ như vậy. Ta đã dùng huyết ma truy tung thuật với hắn rồi, hắn không thoát được đâu.
Ngoài ra, lập tức gửi tin tức cho các đội trưởng khác, bảo bọn họ mau chóng tới đây. Đến lúc đó ta mới chắc chắn bắt được hắn. Rõ. Đám cường giả của huyết ma gia tộc xung quanh lập tức ứng lời. Sau đó thân thể chìm xuống nước, vô vàn sóng âm lan tỏa ra trong nước biển. Đúng là không biết trời cao đất dày, việc của huyết ma gia tộc ngươi cũng dám nhúng tay vào. Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết, ở loạn ma hải này ai là người không thể động vào được. Vẻ mặt của hạ thống lĩnh đầy vẻ hung tàn nhìn về hướng Lâm Động vừa rời đi. Thanh quang lướt qua bầu trời, vẻ mặt của Lâm Động không hề nhẹ nhõm mà lại có vài phần ngưng trọng. Hắn liếc nhìn về phía sau, hai tay siết chặt lại. Bọn chúng lẽ nào tha cho ta thật sao? Ngươi bị bọn chúng theo dõi rồi đó. Nham đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Lâm Động nghe vậy thì giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng mà không hề thấy bất cứ một ai hay là có một luồng khí tức nào cả. Có lẽ là truy tung thuật riêng có của huyết ma sa tộc ở dưới đáy biển. Nham nhắc nhở. Lâm Động cúi xuống nhìn, thanh quang hiện lên trong mắt. Sau đó ánh mắt tựa như là xuyên thấu nước biển. Dưới đó, hắn thấy một điểm huyết quang mơ hồ đang di chuyển theo sát hắn. Có lẽ hắn nhận ra thực lực của ngươi. Đơn độc động thủ thì không chắc chắn bắt được ngươi. Lúc này chỉ là để ngươi buông lỏng cảnh giác. Đến khi hắn có chi viện rồi sẽ lại bao vây bắt ngươi đó. Nham nói. Hàn quang hiện lên trong mắt Lâm Động. Hắn biết là trong tiểu đội huyết ma gia tộc, ngoài tên hạ thống lĩnh còn có 10 cường giả đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu như bọn chúng liên thủ thì rất khó khăn cho Lâm Động. Vậy có thể xóa bỏ thứ theo dõi ta không? Lâm Động hỏi. Rất phiền phức. Truy tung thuật của huyết ma gia tộc có một vài điểm rất đặc biệt đó. Nham nói. Lâm Động mím môi, hung quang trong mắt lại lóe lên. Như vậy chỉ còn đường động thủ thôi. Lâm Động ca, huynh bị bọn chúng theo dõi rồi. Khi mà Lâm Động và Nham còn đang nói chuyện thì tiếng của Mộ Linh San vọng ra từ phần thiên đình. Ta biết. Lâm Động gật đầu. Mộ Linh San cũng là hài yêu tộc. Cô bé cảm ứng được sự truy tung của huyết ma gia tộc thì cũng là chuyện bình thường. Không thoát được, chỉ đành động thủ mà thôi. Lâm Động khẽ nói. Dường như là Mộ Linh San hơi trầm mặc một chút. Cô bé biết dường như mình đã gây ra phiền phức cho Lâm Động rồi. Một lát sau, Mộ Linh San lại lên tiếng. Lâm Động ca ca này, nếu huynh phải động thủ với cả bọn chúng thì muội sẽ cho huynh mượn sinh tử quan cái. Cô bé vừa dứt lời thì Lâm Động cảm thấy phần thiên đình khẽ rung lên. Sau đó là một đạo hắc quang bay ra, biến thành một cái nắp quan tài màu đen to dày và nặng nề. Lâm Động nhìn sinh tử cái quan mà sững người. Hắn không ngờ là Mộ Linh San lại tin tưởng hắn như vậy. Thứ bảo bối này nếu lấy ra thì sẽ không khiến không ít cường giả đỏ mắt mà tàn sát tranh giành đâu. Nhưng mà Lâm Động cũng không do dự. Hơn nữa hắn biết sẽ phải đối mặt với cả một cường giả sinh huyền cảnh đại thành và 10 cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu như có thứ này trợ giúp thì hắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu đã vậy thì... Lâm Động đưa tay ra chạm vào sinh tử quan cái. Hắn cảm nhận được rõ ràng một sự kháng cự. Nhưng rồi ngay sau đó, từ trong phần thiên đình truyền ra một cố ý niệm xóa bỏ đi sự kháng cự kia. Hiển nhiên là Mộ Linh San đã ra tay. Lâm Động đặt tay lên sinh tử quan cái, sau đó nhấc lên trên lưng. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên gương mặt của hắn. Được thôi, vậy thì trước khi bọn chúng tập hợp lại, tiên hạ thủ vi cường. Ao 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 ao. Trên mặt biển màu xanh lam, mười mấy đầu sa ngư lướt qua. Bên trên bọn chúng là hơn chục gã cường giả huyết ma sa tộc đang nhìn ra xung quanh. Đội trưởng, có tin tức truyền tới. Một gã cường giả huyết ma sa tộc đột nhiên rút tay ra khỏi mặt nước, nhìn về phía nam tử mũi chim ưng ở phía trước hét lên. Cái gì? Nam tử mũi chim ưng nghe vậy nhìn sang. Hạ thống lĩnh nói, phát hiện ra mục tiêu, đồng thời dùng truy tung thuật với hắn rồi. Hả? Phát hiện rồi sao? Tra ngay vị trí của hắn cho ta. Nam tử đó vui mừng vội vàng nói. Một người nhanh chóng lấy ra một cái đĩa màu đỏ sậm. Trên đó có ánh sáng lưu truyền.
lúc này trên đó có một chấm đỏ đang nhấp nháy. Ủa? Người đó nhìn điểm đỏ không kiềm được mà thốt lên. Sao vậy? Nam tử mũi chim ưng nhíu mày mà hỏi. Vị trí quán dường như rất gần với chúng ta. Không đúng, hắn đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Cường giả huyết ma sa tộc đó kinh ngạc kêu lên. Đang tiến về phía chúng ta sao? Tốt thôi, thế là hắn tự chui đầu vào rọ đó. Nam tử mũi chim ưng nở ra nụ cười lạnh lùng. Tất cả phấn chấn lên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thiếu phần thưởng cho các ngươi đâu. Rõ. Nghe vậy, các thành viên của tiểu đội huyết sa ma tộc lập tức siết tay lại. Mũi tam xoa kích hiện ra hàn quang lấp lánh. Vút. Khi mà bọn chúng chuẩn bị động thủ không lâu thì từ mặt biển cách đó không xa bỗng nhiên vang lên âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang bay tới, biến thành một thân ảnh gầy gò xuất hiện trong tầm mắt của tiểu đội huyết ma sa tộc. Quả nhiên tìm không sai. Lâm Động nhìn tiểu đội huyết ma sa tộc kìm không được bật cười. Tiểu tử, thế này gọi là địa ngục không cửa mà ngươi lại đâm đầu vào đó. Nhưng đã đến rồi thì ở lại đi. Nam tử mũi chim ưng lạnh như băng nhìn Lâm Động, sau đó vung tay một cái. Bắt lấy hắn. Hắn vừa dứt lời, mười mấy cường giả huyết ma sa tộc đằng sau lập tức bay ra. Cây tam xoa kích đem theo huyết quang nhằm thẳng vào những nơi trọng yếu trên cơ thể Lâm Động mà tấn công tới. Ta không đến địa ngục mà tiễn các ngươi xuống địa ngục đó. Lâm Động cười nhạt, sau đó giơ bàn tay nắm lấy sinh tử quan cái, thân hình biến thành thanh quang bay ra. Vút. Thanh quang với tốc độ nhanh như chớp giật bay qua vòng vây của cường giả huyết ma gia tộc. Đúng vào lúc đó thì một âm thanh trầm đục nổ ra. Lâm Động xuất hiện phía sau mười mấy cường giả huyết ma sa tộc, sau đó không ngoảnh đầu mà tiến lại chỗ của nam tử mũi chim ưng. Khi hắn đi đến bước thứ 10 thì thân thể của những cường giả huyết ma sa tộc ở phía sau đã nhanh chóng tối sám lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tum 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 tum. Nhân ảnh từ trên trời rơi xuống biển, sự hưng phấn và hung hăng của bọn chúng trước khi chết vẫn còn trên gương mặt bọn chúng. Cảnh tượng đó quả thật quá quỷ dị. Rõ ràng là sinh cơ biến mất quá nhanh, đến mức sự kinh hãi trước khi chết không kịp hiện lên trên mặt. Rốt cuộc hắn là ai? Nam tử mũi chim ưng giật mình, đồng tử co nhỏ lại. Lúc này hắn mới hiểu, kẻ đến tìm tận cửa kia chẳng phải miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mà là một sát thần thật sự. Xin lỗi nhé, ai bảo các ngươi muốn giết ta chứ? Lâm Động nhìn hắn mỉm cười, tay thì nắm chặt sinh tử quan cái, sau đó khẽ giơ lên, trên chiếc nắp ấy có hắc quang lưu động. Ping. Sắc mặt nam tử mũi chim ưng kịch biến, chân dẫm mạnh. Đầu sa ngư bên dưới lập tức há to cái miệng, máu chảy, cắn về phía của Lâm Động. Còn bản thân hắn thì rơi khỏi lưng đầu sa ngư, định nhảy xuống biển chạy trốn. Hắn thật lợi hại, xem ra một mình ta không thể giải quyết được rồi, đành phải tập hợp mọi người lại thôi. Ngay khi sắp chui xuống dưới biển, ánh mắt hắn lóe lên sự không cam tâm. Đồng bạn của ngươi đều đi cả rồi, một mình ngươi sống như vậy có lẽ không hay cho lắm đâu. Thế nhưng ngay khi đó thì một giọng cười bỗng nhiên vang lên ở bên tai của hắn. Hắn ngẩng lên thì vừa hay nhìn thấy cái nắp quan tài đen mang theo nguồn năng lượng gần như hủy diệt đang lao tới. Âm. Nguyên lực hùng hồn trong cơ thể nam tử mũi chim ưng gần như bùng phát toàn bộ ra ngoài, nhưng cái nắp quan tài vẫn lao thẳng tới bất chấp tất cả. Bích. Âm thanh trầm đục vang lên, cái nắp quan tài được bao bọc bởi hắc quang đập mạnh lên thân thể nam tử mũi chim ưng. Mặt biển nổ tung, cột nước cao hàng trăm trượng bắn lên trời, một luồng năng lượng tử vong cũng xông thẳng vào cơ thể của nam tử mũi chim ưng. Một ngụm máu đen phun ra từ miệng của hắn, ánh mắt hắn đầy vẻ kinh hãi. Sau đó cảm giác thấy trước mắt tối sầm lại, sinh cơ nhanh chóng bị luồng năng lượng kia cắt đứt, sinh khí trong cơ thể cũng mất đi tác dụng chữa trị. Cái gì thế này? Chính từ cái quan, tại sao lại trong tay của ngươi? Khi mà sinh cơ triệt để mất đi, đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mũi chim ưng đã mất đi sức sống, sau đó cúi xuống nhìn sinh tử cái quan trong tay. Ánh mắt không khỏi có phần tán thưởng. Lực sát thương của nó có lẽ chỉ có phần thiên môn của phần thiên đình mới có thể so sánh. Nham,
Tiểu đội huyết ma sa tộc thứ hai có gần đây không? Mà gần nhất ở đâu? Lâm Động ngẩng lên mà hỏi. Hướng tây bắc đó. Lâm Động gật đầu, sau đó biến thành thanh quang bay đi. Hạ thống lĩnh đã muốn tập hợp nhân mã đối phó với hắn, thì hắn đành phải chặt hết đám móng vuốt này đi thôi. Nửa tiếng sau, tại một nơi nào đó trên hải vực phía tây bắc, Lâm Động cúi người nhìn tiểu đội huyết ma sa tộc, vẻ mặt đầy hung hãn. Nhưng hắn lại mỉm cười, sau đó không nói nhiều, cầm sinh tử cái quan lao xuống. Vài phút sau, trên mặt biển lại có thêm hơn một chục cái xác xám nổi lềnh phềnh. Pinh pinh! Sinh tử cái quan cùng với năng lượng quỷ dị nhanh như chớp đập lên người một gã đội trưởng của huyết ma sa tộc. Sức mạnh cuồng bạo bùng phát, hắn bị đánh văng xuống biển, sau đó lại nổi lên, sinh cơ không còn nữa. Vậy là gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành thứ tư rồi. Lâm Động liếc nhìn gã cường giả huyết ma sa tộc không còn sinh cơ nữa, mỉm cười, sau đó nhanh chóng bay đi. Một cuộc tàn sát không chút nương tình đã lặng lẽ diễn ra trên vùng hải vực này. Đạo thân ảnh thanh quang đó đi đến đâu, mọi cường giả huyết ma sa tộc đều đoạn tuyệt sinh cơ. Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của thân ảnh gầy gò như sát thần kia được. Nhân loại đáng chết thật. Hạ thống lĩnh nhìn những cái xác nổi trên biển, sắc mặt tái lại, cuối cùng không kìm được mà gầm lên đầy oán độc. Hạ thống lĩnh, mời vị đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành của chúng ta. Giờ đã có 6 người chết trong tay hắn. Hơn nữa 6 tiểu đội cũng bị tiêu diệt hết cả rồi. Phía sau hạ thống lĩnh là một gã đội trưởng may mắn tập hợp được với hắn. Có điều sắc mặt của gã đội trưởng này tái nhợt. Hắn biết nếu không phải hắn ở gần nhất thì chắc chắn là cũng bị tử thần tìm tới rồi. Giờ là người thứ 7 rồi. Ánh mắt hạ thống lĩnh tối tăm đáng sợ, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Lại bị tìm thấy sao? Gã đội trưởng kia nghe vậy sắc mặt thay đổi. Sau đó hắn nhìn sang hai gã đội trưởng khác, miệng trở nên khô gian. Vậy thì bây giờ hắn đã giết hết các tiểu đội trưởng chưa tập hợp với chúng ta rồi. Hạ thống lĩnh, giờ chúng ta phải làm sao đây? Một gã đội trưởng khác sợ sệt mà hỏi. Hay là chúng ta tạm thời rút lui đi, gọi thêm viện binh. Pop! Hắn vừa dứt lời thì hạ thống lĩnh đã tung quyền đấm thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bay đi hơn 100 thước. Hắn dừng lại rồi. Đi, theo ta. Ta phải bóp nát đầu tên tiểu tử đó ra. Ai dám nói rút lui nữa, ta phế người đó. Vẻ mặt của hạ thống lĩnh đầy sát khí. Nghe hắn nói như vậy, tất cả cường giả huyết ma sa tộc khác đều gật đầu không dám nói gì nữa. Tên khốn kiếp này, đến khi ngươi rơi vào tay ta rồi, ta sẽ cho ngươi sống không được, chết không xong. Hạ thống lĩnh vung tay, đầu sa ngư dưới chân lập tức lao đi. Theo sau hắn là mấy chục cường giả huyết ma sa tộc khác. Chỉ mười mấy phút sau, bọn chúng dần dừng lại. Sau đó mọi ánh mắt đều ngẩng lên nhìn mặt biển phía trước. Ở đó có một thân ảnh thanh niên gầy gò đang đeo sau lưng cái nắp quan tài màu đen, nheo mắt cười nhìn bọn chúng. Nụ cười đó khiến cho bọn chúng cũng cảm thấy lạnh cả người. Sắc mặt của hạ thống lĩnh tối sầm lại, nhìn thân ảnh đang đứng trên mặt nước, khóe miệng co giật, dường như là muốn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng là không thể được. Sự hung hăng dần dần hiện lên trên gương mặt quán. Hắn nhìn Lâm Động như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử, thủ đoạn không tệ à. Hạ thống lĩnh hít sâu một hơi. Hắn vốn định thầm theo dõi tung tích của Lâm Động, sau đó sẽ tập hợp 10 tiểu đội vây Lâm Động lại. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Lâm Động lại xảo quyệt hơn, quay lại giết sạch những tiểu đội kia. Như vậy đã cắt đứt viện binh của hắn. Tình cảnh như thế này không phải do ngươi ép ta sao? Lâm Động cười nhạt. Nếu ngươi không dùng quỷ kế, cứ để ta rời đi, thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Vì vậy nói cho cùng là tự ngươi tự làm tự chịu thôi. Nhưng ngươi dám nhúng tay vào việc của huyết ma sa tộc, bản thống lĩnh có thể thả ngươi đi sao? Hạ thống lĩnh gầm lên. Vậy thì ngươi làm sao trách ta nặng tay được? Ở loạn ma hải này, không ác độc thì sẽ bị ăn không còn cả xương đâu. Lâm Động nói khẽ. Hắn cũng không quá ngạc nhiên vì hạ thống lĩnh đã đoán ra là hắn cứu đi Mộ Linh San. Dù gì cũng đã gặp mặt một lần trước đó,
Thời gian lâu như vậy mà vẫn còn ở đó, bị nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Tiểu tử, động vào huyết ma sa tộc bọn ta, đừng nói đến xương, mà ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị hành hạ, khiến ngươi sống không bằng chết đâu. Hạ thống lĩnh nhếch mép mà cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt đầy hàn ý. Ta trước nay làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ lắm, chỉ cần giết hết các ngươi rồi thì sẽ chẳng ai biết được chuyện xảy ra ở đây, không phải sao? Lâm Động cười. Cái gì? Chỉ dựa vào ngươi sao? Đồng tử Hạ thống lĩnh co lại, nhàn nhạt cười mà nói. Đúng vậy, chỉ mình ta là đủ. Lâm Động gật đầu cười, sau đó tay cầm sinh tử cái quan lên, chân dậm mạnh lên mặt biển. Lập tức có một làn sóng lan ra từ dưới chân của hắn. Cái gì? Sinh tử quan cái? Người đã làm gì Mộ Linh San rồi? Hạ thống lĩnh nhìn thấy sinh tử quan cái trong tay Lâm Động, cơ mặt không kiềm được mà co giật. Lẽ nào người đã giết chết Mộ Linh San và đoạt lấy sinh tử quan cái? Thôi, ta vẫn chưa điên cuồng như các ngươi đâu. Ta muốn giúp cô bé giải quyết các ngươi. Cô bé cho ta mượn mà thôi. Lâm Động cảm thấy buồn cười lắm, không ngờ là bọn chúng lại nghĩ hắn chính là hung tàn như vậy. Ánh mắt Hạ thống lĩnh có phần e dè nhìn sinh tử quan cái, trầm mặc một chút rồi sau đó nói. Tiểu tử, nếu ngươi giao ra Mộ Linh San và sinh tử quan cái, thì ta sẽ đảm bảo sẽ không tính toán những chuyện trước đây nữa. Chắc ngươi cũng đã nghe đến tác phong hành sự của huyết ma sa tộc chúng ta. Đắc tội với bọn ta thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu. Lâm Động nhìn Hạ thống lĩnh như suy nghĩ điều gì, sau đó hắn cười mà lắc đầu. Xin lỗi, ta từ chối. À, chết tiệt thật, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Sát ý trong mắt Hạ thống lĩnh nhất thời dâng lên tràn ngập, hắn quát lên. Nhưng dù ngươi có sinh tử quan cái, thì cũng chỉ có thực lực sinh huyền cảnh, tiểu thành mà thôi. Còn bên ta, có một đại thành và ba tiểu thành đó. Thôi, nói nhiều như vậy là muốn giở trò đánh lén ta sao? Lâm Động cười khẽ, sau đó ánh mắt hiện lên thanh quang. Sinh tử cái quan trong tay bỗng đập mạnh xuống mặt biển. Lập tức có một luồng năng lượng cuồng bạo truyền vào trong nước biển. Pum pum pum. Mặt biển nổ tung. Sau đó mấy thân ảnh bị đánh bay ra khỏi mặt biển, máu tươi bắn ra, rõ ràng bị thương không nhẹ. Tất cả động thủ. Hạ thống lĩnh thấy việc mình đánh lén thất bại, ánh mắt tối lại, vẫy tay một cái. Mấy chục cường giả phía sau lập tức lao lên, vô số đạo công kích cuồng bạo ập tới chỗ của Lâm Động. Đối diện với cả công kích đó của đối phương, Lâm Động vội vàng lùi về phía sau hai bước, nghiêng mình nấp sau sinh tử quan cái. Ping ping ping. Vô số đòn công kích rơi trên sinh tử quan cái, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên. Nhưng mà khi hắc quang trên sinh tử quan cái lướt mạnh ra thì mọi công kích đều phải biến mất. Ping. Mọi công kích đều bị sinh tử quan cái chặn đứng. Lâm Động bỗng dậm chân, thanh quang bùng phát. Sau đó chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt một đám cường giả của huyết ma sa tộc. Tay cầm sinh tử quan cái vung lên. Pích pích pích, ping ping ping. Sinh tử quan quái đập lên thân thể của đám cường giả huyết ma sa tộc không kịp tránh né. Hắc quang bùng nổ gần như chẳng ai có thể ngăn chặn được. Phàm là kẻ nào bị đánh trúng, thân thể đều biến thành một màu xám, sinh cơ biến mất. Không ngừng có những thi thể rơi xuống biển. Lúc này Lâm Động giống như sát thần vậy. Sinh tử quan cái tựa như lưỡi hái tử thần, chạm đến ai kẻ đó phải chết. Púp púp. Sinh tử quan cái lại đánh tới. Hai tên cường giả gần bát nguyên niết bàn bị đánh bay đi. Lâm Động lại tiếp tục xông lên. Thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên có kình phong mạnh mẽ. Một cây tam sa quích đỏ rực cùng với kình phong cuồng bạo đâm thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Lâm Động vội vàng dậm mạnh lên sinh tử quan cái. Sinh tử quan cái bay đi, chặn cây tam sa kích kia lại. Keng. Âm thanh chói tai vang lên. Lần đầu tiên sinh tử quan cái bị đánh bật ra phía sau. Rất nhanh nó được Lâm Động đón lấy. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Hạ thống lĩnh cũng bị đánh bật lùi về phía sau một bước. Xem ra vị cường giả sinh huyền cảnh đại thành này cũng đã không nhẫn nhịn được trước thắng lợi mang tính áp đảo của Lâm Động nữa rồi. Thực lực không tệ nhỉ. Lâm Động nhìn Hạ thống lĩnh với ánh mắt lạnh như băng. Thực lực của hắn có lẽ còn hơn Thân Đồ Tuyệt một bậc. Cộng với hắn ta vốn là hải yêu,
lực lượng nhục thể cũng khá là mạnh, đối thủ như vậy khá là khó đối phó. Mạnh thì mạnh, nhưng mà một lát nữa ta đấu với ngươi sao vậy? Lâm Động nhìn hắn cười nhạt, thanh quang trên người lóe lên, thanh long rực hiện ra, thân hình hắn khẽ động, tốc độ tăng mạnh, bay thẳng vào đám cường giả huyết ma sa tộc. Hắn giơ sinh tử cái quan lên, lấy mạng từng tên một. Tên khốn kiếp. Hạ thống lĩnh nhìn Lâm Động xung kích, đội ngũ của mình bị tử thương trầm trọng, sắc mặt càng trở nên hung hăng. Hắn gầm lên định đuổi theo, nhưng tốc độ của Lâm Động lúc này nhanh hơn hắn một bậc. Mỗi khi hắn đến kịp thì Lâm Động đã xong việc rồi. Chiến cục như thế này, như vậy mà trở nên có phần hoạt kê. Lâm Động một mình xông tới sát phạt, còn phía sau là Hạ thống lĩnh bạo nộ đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn từng thi thể lạnh ngắt rơi xuống. Chỉ trong vòng mười mấy phút đồng hồ mà trận đồ sát đã kết thúc. Mặt biển lúc này đã nổi lên mấy chục cỗ thi thể. Trên không trung ngoài Lâm Động ra chỉ còn lại Hạ thống lĩnh và ba gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành khác. Tên này bị điên rồi. Ôi, tên điên. Sắc mặt ba gã đội trưởng tái nhợt nhìn một màn đó. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy được thủ đoạn là hung tàn của gã thanh niên với vẻ mặt tươi cười này. Chỉ mấy mấy phút đồng hồ, hắn đã giết mấy chục tên thủ hạ mà mặt không hề đổi sắc. Lâm Động lạnh lùng nhìn vết máu trên sinh tử quan cái, sau đó nhìn sang Hạ thống lĩnh khẽ nói: ta đã nói rồi, đừng ai ép ta. Người hung hăng, ta có thể hung hăng hơn người đó. Hạ thống lĩnh nhìn đám thi thể trên mặt biển, sự bạo nộ trong mắt hắn bỗng biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động. Người giết đủ chưa? Lâm Động chậm rãi cầm sinh tử quan cái lên, chỉ về phía bốn người Hạ thống lĩnh. Chưa đâu, bởi vì giờ thì đến lượt các ngươi đó. Nếu đã giết đủ rồi thì ngươi có thể đi theo bọn chúng được rồi đó. Sự hung tàn đã lên đến cực điểm, huyết quang lan tỏa quanh người Hạ thống lĩnh, sau đó ngưng tụ lại phía sau hắn, biến thành một đầu sa ngư huyết sắc khổng lồ. Đầu sa ngư đó há miệng một cái là hấp lực bùng phát, những cái xác trôi nổi trên mặt biển nhanh chóng bay lại và cuối cùng bị đầu sa ngư khổng lồ kia hút cả vào miệng. Rắc rắc. Tiếng xương cốt bị nhai vỡ vụn, máu tươi bắn ra. Cùng với đó là thân thể Hạ thống lĩnh cũng bắt đầu hiện lên huyết quang đậm đặc. Một luồng năng lượng quỷ dị dần dần lan tỏa. Hạ thống lĩnh chậm chậm ngẩng đầu lên. Đồng tử hắn vào lúc này như bị máu tươi phủ đầy. Hắn nhìn Lâm Động nở ra nụ cười đầy sát ý. Ta đã cảm nhận được sự sợ hãi của bọn họ trước khi chết. Bọn họ bảo ta là phải nhai nát người ra. Cùng với lời nói đầy sát ý đó, huyết khí hùng hồn bỗng bùng phát từ trong cơ thể của Hạ thống lĩnh, bao phủ lấy toàn bộ hải vực. Lâm Động lúc này vác sinh tử cái quan trên vai, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ thống lĩnh, toàn thân đang tràn đầy huyết khí kia. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hạ thống lĩnh lúc này đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Hiển nhiên vừa rồi nuốt xác của đồng bạn đã khiến thực lực quán được tăng cường. Đúng là chủng tộc quỷ dị nhỉ. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ đoạn nuốt xác của đồng bạn để tăng cường thực lực của chính mình như vậy. Tiểu tử, đây là ngươi tự làm tự chịu thôi. Vẻ mặt của Hạ thống lĩnh hung hăng, từ trong mắt như có máu chảy ra vậy, sát ý gần như là ngưng tụ lại thành thực chất rồi. Giờ ngươi nạp mạng đi. Hạ thống lĩnh vừa dứt lời xong, huyết quang quần quần, toàn thân hắn biến thành một đạo huyết quang quỷ mị lao tới Lâm Động với tốc độ kinh người. Sau khi nuốt xác đồng bạn, tốc độ Hạ thống lĩnh cũng tăng lên không ít. Xoẹt. Cây tam xoa kích bao phủ bởi huyết khí lúc này đem theo một luồng năng lượng khổng lồ ập thẳng xuống đầu Lâm Động. Huyết quang ngày một lớn dần trong mắt Lâm Động, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt cười một cái, hai tay cầm chắc lấy sinh tử quan cái, nguyên lực trong cơ thể trào dâng tựa như hồng thủy. Hắc quang lan tỏa trên sinh tử quan cái, sau đó oanh kích lên huyết quang. Uinh 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 uinh. Vào khoảnh khắc va chạm đó, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, một con sóng cao hàng trăm trượng lấy nơi hai luồng công kích va chạm làm trung tâm, quần quận lan ra xung quanh, tiếng nổ ầm ầm vang vọng thít ra xa. Lâm Động đứng trên mặt biển, sinh tử quan cái trong tay đã chặn đứng được luồng lực lượng mạnh mẽ kia.
Với thực lực hiện nay, bản thân hắn đã có thể kháng cự được với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lúc này lại có sinh tử quan cái trong tay, cường giả sinh huyền cảnh đại thành bình thường thì khó lòng là đối thủ của hắn. Tưởng gì, nuốt xác đồng bạn rồi, mà sức mạnh của ngươi vẫn chỉ vậy mà thôi. Lâm Động cười nhạt với Hạ Thống Lĩnh, hàn quang lóe lên trong mắt, bàn chân dậm mạnh xuống, thân hình bay lên. Sinh tử quan cái đem theo sức mạnh tử vong ập về phía Hạ Thống Lĩnh. Hạ Thống Lĩnh thấy sinh tử quan cái đánh tới, ánh mắt tối sầm lại, nguyên lực bùng nổ. Cây tam xoa kích trong tay hung hăng đánh ra. Pum 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 pum. Sinh tử quan cái và cây tam xoa kích đan vào nhau như là những tia chớp. Kình phong kinh người không ngừng lan tỏa. Hai thân ảnh cùng thi triển ở tốc độ cao nhất, nguyên lực trong người cũng được thúc động triệt đề. Sắc mặt Hạ Thống Lĩnh dần dần trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện ra mình dần dần ở thế hạ phong. Lực chiến đấu của Lâm Động với sự trợ giúp của sinh tử quan cái đã vượt quán một bậc. Dâm! Lại một lần đối đầu nữa, thân ảnh của Lâm Động rung lên, Hạ Thống Lĩnh cũng bị đẩy lui mấy bước. Hắc khí phát ra từ sinh tử quan cái cũng khiến hắn cuống cuồng. Tiểu tử, người cứ dựa vào sinh tử cái quan mà tỏ vẻ oai phong sao? Sắc mặt Hạ Thống Lĩnh tím bầm lại, sinh tử cái quan trong tay Lâm Động khiến hắn như bị trói tay trói chân. Hắn vô cùng e dè với thứ tử khí trên sinh tử quan cái kia. Lâm Động nghe vậy chỉ cười nhạo. Lẽ nào ngươi lại muốn giải quyết công bằng sao? Huyết ma sa tộc các ngươi từ khi nào lại trở nên thần thánh như thế nhỉ? Trước đó không phải ngươi muốn tập hợp cả bọn lại vây đánh ta sao? Cái gì? Châu tử, ngươi tưởng bản thống lĩnh không dọn dẹp được ngươi sao? Sắc mặt Hạ Thống Lĩnh đỏ au gầm lên. Mà ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi có linh bảo thuần nguyên. Huyết quang trào dâng trong mắt của Hạ Thống Lĩnh. Sau đó hắn như chút có chút do dự, nghiến răng rồi nắm tay lại. Một chiếc hộp ngọc đỏ rực xuất hiện. Hộp ngọc vừa xuất hiện, Hạ Thống Lĩnh đập mạnh một cái, nắp hộp bật ra. Sau đó là một vật đỏ màu đỏ to cỡ một thước bay lên. Một luồng sát khí kinh người từ trên đó lan tỏa. Hả? Đó là... Lâm Động cũng nheo mắt nhìn thứ đồ vật kỳ quái có màu đỏ máu kia. Đó dường như là một cái răng sắc nhọn, trên đó là những đường hoa văn màu đỏ được bao quanh bởi một loại sát khí kinh người. Tiểu tử, đây là ma sa nha của huyết ma sa tộc bọn ta. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta đó. Hạ Thống Lĩnh cười lớn dữ dằn, sau đó ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía ba gã đội trưởng kia. Huyết tế ma sa nha. Ba gã đội trưởng nghe vậy sắc mặt bỗng kịch biến, nhưng rồi cũng đành phải nghiến răng cắn lưỡi. Ba đạo huyết tinh đem theo nguồn năng lượng đậm đặc bắn lên cái răng đỏ rực đó. Uỳnh 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 uỳnh. Sau khi máu tươi nhuốm lên, ma sa nha lập tức rung lên. Ở đỉnh nhọn của nó có một luồng huyết quang bắn ra. Sự sắc lạnh của nó khiến người khác cảm tưởng như cả không gian cũng bị rạch toác ra. Còn sắc mặt của ba gã đội trưởng kia trở nên tái nhợt, khí tức cũng yếu đi thấy rõ. Xem ra để thúc động cái gọi là ma sa nha này thì cần trả giá không ít. Hắn cũng có linh bảo thuần nguyên sao? Cặp mắt Lâm Động nheo lại, hắn không ngờ rằng Hạ Thống Lĩnh lại có được tuyệt chiêu này. Chỉ là một món linh bảo thuần nguyên hạ cấp mà thôi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút đó. Nham lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu. Dù sao Hạ Thống Lĩnh cũng có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, nếu có linh bảo thuần nguyên tương trợ thì đúng là khá khó đối phó. Tiểu tử, vốn dĩ ta không muốn dùng đến bảo bối đẩy đầu, nhưng ai bảo tiểu tử nhà ngươi ngông cuồng ngông nghênh như vậy. Được chết bởi nó cũng là đáng kiếp rồi. Ánh mắt Hạ Thống Lĩnh tối sầm lại. Huyết quang bùng nổ trong cơ thể của hắn, rồi chảy ào ạt vào ma sa nha. Ngay sau đó ma sa nha lập tức phình to. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái răng khổng lồ nhọn hoắt. Từ xa nhìn giống như một cái lưỡi mâu huyết sắc bao phủ bởi sát khí. Người đi chết đi. Huyết sa nha lơ lửng trên không trung, sau đó là một trận sóng âm mang đầy sát khí khuếch tán ra xung quanh.
Ngay sau đó, cái răng khổng lồ đó biến thành một đạo huyết quang bay xuyên không gian với tốc độ kinh người. Lâm Động nhìn huyết quang đang ngày một gần mình hơn, toàn thân bỗng nổi da gà. Ngay lập tức hắn nắm chặt lấy sinh tử quan cái, khóe miệng nhếch lên. Sinh tử quan cái, tuy rằng ngươi không phải của ta, nhưng hãy thể hiện sức mạnh của ngươi đi. Nguyên lực hùng hồn trong cơ thể Lâm Động bùng phát ra toàn bộ rồi chảy vào sinh tử quan cái. Đường hoa văn màu đen trên sinh tử quan cái cũng ngày một sáng hơn, tỏa ra một luồng năng lượng tử vong khủng bố. Lâm Động hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt sinh tử quan cái, bước ra một bước, giơ sinh tử quan cái lên cao như cầm đao rồi chém mạnh xuống. Bùm bùm! Vào khoảnh khắc sinh tử quan cái chém xuống đó, sắc trời lập tức tối sầm lại, hắc khí bùng nổ điên cuồng. Cột sáng màu đen tựa như là từ địa ngục xuyên qua không gian thời gian rồi chém thẳng vào đạo huyết quang. Kiêng! Hai bên va chạm, cả thiên địa tĩnh lặng, còn mặt biển lập tức nổi lên những dị động cuồng bạo. Những ngọn sóng khổng lồ bắn thẳng lên tận tầng mây rồi ập xuống. Mặt biển trong vòng bán kính vạn thước đều bị bao phủ bởi những cơn mưa ảo ạt. Trong màn mưa đó, hắc quang và huyết quang mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, từng đợt năng lượng đáng sợ tỏa ra oanh kích cả bầu trời. Hai luồng năng lượng đáng sợ đó không rằng co lâu, trong hắc quang đột nhiên có rất nhiều tia sáng tụ lại rồi bắn ra ngoài. Nơi hắc quang bắn qua, huyết quang gần như tan biến hết, gần như là sự phá hủy mang tính áp chế. Pum 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 pum, wing wing wing. Tiếng huyết quang phát nổ vang vọng khắp cả bầu trời. Huyết quang biến mất với tốc độ kinh người, sau đó thân hình hạ thống lĩnh lộ ra. Chỉ là gương mặt hắn vào lúc này thì đầy sự kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ rằng đến ngay cả khi dùng đến linh bảo thuần nguyên mà vẫn thất bại nhanh đến như vậy. Hắn đã xem thường thực lực của Lâm Động, cũng đã coi thường uy lực của sinh tử quan cái. Dù cũng là linh bảo thuần nguyên thôi, nhưng rõ ràng uy lực của sinh tử quan cái đã vượt xa ma sa nha của hắn. Xoẹt! Hạ tổng lĩnh kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, sau đó lập tức lùi về phía sau. Hắn biết rằng cục diện lúc này đã rất là bất lợi cho hắn. Nếu không chạy nhanh thì có lẽ sẽ bị Lâm Động giải quyết tại đây. Hắn không tin rằng Lâm Động sẽ có thiện ý tha cho hắn. Hả? À, giờ muốn chạy thì muộn rồi. Thế nhưng hắn vừa lùi lại thì sắc mặt của Lâm Động đã hiện lên vẻ lạnh lùng. Trước nay hắn luôn đề cao việc diệt cỏ tận gốc. Những việc hắn đã làm thì chắc chắn sẽ kích nộ huyết ma gia tộc. Và nếu như để bọn chúng thoát được thì có lẽ không lâu sau nữa hắn sẽ phải chịu sự truy sát của huyết ma gia tộc. Nếu thế có lẽ còn phiền phức hơn cả Tà Cốt lão nhân rất là nhiều. Vì vậy, để bớt đi những phiền phức này, tuyệt đối không thể để cho Hạ thống lĩnh chạy thoát được. Huynh! Sinh tử cái quan lại tung ra, mấy đường hắc quang lập tức hòa vào nhau, biến thành một chùm hắc quang to cỡ ngón tay cái, rồi nhanh như chớp bắn thẳng về phía của Hạ thống lĩnh. Những nơi chùm hắc quang đi qua không gian đều nứt ra những khe rãnh, từ đó tỏa ra một thứ sát khí đậm đặc. Thường chỉ khi cường giả tử huyền cảnh mới có được thứ tử khí này. Nhưng Lâm Động nhờ có sinh tử quan cái đã thi triển được nó, lực sát thương thì vô cùng đáng sợ. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Hạ thống lĩnh thấy chùm hắc quang bắn tới, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hoàng cuống cuồng mà nói. Nhưng Lâm Động coi như không nghe thấy, chùm hắc quang xuyên qua hư không và bắn thẳng tới. Nguyên lực hùng hồn cũng bùng phát ra từ cơ thể của Hạ thống lĩnh. Thậm chí bề mặt da quán cũng biến thành vài huyết sắc. Rõ ràng hắn đã phòng ngự ở mức cao nhất. Vút! Nhưng mà chùm sáng quang kia thì vẫn bắn thẳng lên người hắn. Và sau đó là phụt một tiếng xuyên qua người quán. Thân thể Hạ thống lĩnh lập tức đông cứng. Hắn chậm chậm cúi đầu xuống nhìn, thì kinh hoàng nhìn thấy cái lỗ đen ở trên ngực mình. Ở đó ngay cả máu tươi cũng đã biến thành màu đen. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tử vong đã xâm nhập cơ thể, nhanh như chớp lấy đi sinh cơ trong người của hắn. À, sao có thể như vậy được? Hạ thống lĩnh sờ vào lỗ ngực mình, trước mắt tối dần lại, hắn không thể ngờ mình lại chết ở trong tay một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành như vậy.
Đều do ngươi ép ta thôi. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tiểu tử, huyết ma gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua đâu. Ánh mắt Hạ thống lĩnh đầy sự oán độc, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, thân thể cứng đờ, khí tức tiêu tán. Lâm Động lạnh lùng nhìn thi thể rơi xuống, tay khẽ vuốt lên sinh tử quan cái, không kìm được mà thầm tán thưởng. Công nhận, lực sát thương của sinh tử quan cái quả nhiên quá mạnh. Từ một góc độ nào đó thì nó còn mạnh hơn cả phần thiên đỉnh nữa. Chỉ cần tử khí của nó xâm nhập vào cơ thể thì dù là cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng chết là cái chắc. Trước sự xâm thực của thứ tử khí đó, sinh khí, niềm tự hào của cường giả sinh huyền cảnh cũng mất đi hiệu quả phục hồi. Lâm Động lạnh như băng nhìn sang ba gã đội trưởng. Các người cũng đi theo hắn luôn đi. Chạy thôi. Sắc mặt ba gã đội trưởng tái nhợt, thực lực bọn chúng lúc này đã giảm quá nhiều. Bọn chúng biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Động, liền vội vàng chạy đi theo ba hướng khác nhau. Lâm Động bình tĩnh nhìn ba kẻ đó, tay cầm sinh tử cái quan vung lên. Ba đạo hắc quang mỏng manh bắn ra, đuổi theo ba kẻ bọn chúng, và cuối cùng xuyên qua người bọn chúng. Thân thể cả ba nhanh chóng trở nên xám xịt, sinh cơ biến mất hoàn toàn, rơi thẳng xuống biển. Vậy là giải quyết xong hết rồi. Lâm Động nhìn bầu trời trống trải, sau đó lạnh lùng nhìn những thi thể đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, cũng thở phào một tiếng và cuối cùng đã giải quyết hết rắc rối. Hoan hô! Lâm Động ca ca, huynh thật là lợi hại. Phần thiên đỉnh trong tay áo của Lâm Động khẽ rung lên. Mộ Linh San biến thành một đạo hồng quang bay ra, đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng trên biển, cười mà nói. Cũng là nhờ vào sinh tử quan cái của muội thôi. Lâm Động cười, tay vỗ lên sinh tử quan cái, sau đó lại ném lại cho Mộ Linh San. Thứ bảo vật này đúng là hắn cũng động lòng đấy, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm cái chuyện lật mặt cướp bảo bối. Một là hắn coi thường hành động đó, hay là hắn cũng cảm nhận được trong sinh tử quan cái có vô vàn ấn ký. Có lẽ là của các cường giả trong bất tử thánh kinh tộc để lại. Và nếu hắn động vào có lẽ sẽ gây rắc rối cho mình mất. Hi hi. Sinh tử quan cái và sinh tử quan vốn là nhất thể. Vì thế trong tộc rất coi trọng nó. Nếu không thì muội đã tặng cho Lâm Động đại ca luôn cũng được. Mộ Linh Sa nhận lấy sinh tử quan cái cười mà nói. Lời cô bé nói cũng thật là vô tư. Nếu trưởng bối trong bất tử thánh kình tộc nghe được thì chắc sẽ nổi điên lên mất. Lâm Động nghe vậy cũng thầm tặc lưỡi. Chỉ là cái nắp thôi đã lợi hại như vậy. Nếu hợp lại với sinh tử quan thì hoàn chỉnh sẽ khủng bố đến bậc nào chứ. Thứ bảo bối ở tầng thứ này thì chắc là vượt qua linh bảo thuần nguyên mất. Hay, nhưng mà không sao, lần này ta cũng có chút thu hoạch. Lâm Động cười cười, sau đó nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó đang lơ lửng một cái răng đỏ rực không ngừng tỏa ra sát khí kinh người, chính là Ma Sa Nha của Hạ thống lĩnh. Lâm Động vẫy tay, Ma Sa Nha bay lại rồi rơi vào tay hắn. Thứ sát khí khủng bố kia khiến Lâm Động cũng phải nhướng mày. Lâm Động ca ca, đây là một món linh bảo thuần nguyên của huyết ma sa tộc đó. Uy lực cũng được, nhưng mà không thể bằng sinh tử quan cái đâu. Mộ Linh San nói. Lâm Động không phải biết nói gì nữa. Nếu tên Hạ thống lĩnh này lấy bừa ra một món linh bảo thuần nguyên mà so sánh được với cả sinh tử quan cái thì huyết ma sa tộc quá khủng bố thì phải. À còn nữa, nghe nói mỗi lần sử dụng ma sa nha thì nhất định nó phải có tinh huyết đó. Nếu Lâm Động ca ca muốn dùng nó thì phải cẩn thận đó. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng nhìn thấy cảnh huyết tế. Cái giá phải trả không nhỏ. Chưa hại được người đã hại mình. Sau này hắn nhất định phải cẩn trọng. Lâm Động cất đi ma sa nha, quét mắt một lượt rồi nói. Chúng ta rời khỏi nơi đây đã. Đi thôi. Lâm Động biến thành thanh quang bay đi, theo sau là Mộ Linh San. Sau khi hai người bọn họ rời đi rồi thì vùng hải vực này lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ là mấy chục cái xác nổi trên mặt biển chứng minh ở đây đã từng có một trận kịch chiến. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 200 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây.
Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.